Hello Hai à? và chào mừng toàn thể anh em đã quay Nấm trở lại mà với nhảy channel chuông của mình. Thì Hai tiếp à? tục cái series trà trộn cộng đồng và Bài giả cũng nhảy gái. luôn. Thì hôm nay mình cũng đã có ba người lạ ở đây rồi. Bạn đi theo mày đến gì? Đấy, có cả Ồ. con gái luôn anh Bạn đi em ạ. theo rồi. Mở mic hết. Bạn đi Nên theo, là theo rồi. chúng ta Còn sẽ cùng còn xem nằm mà trận không theo đấu mày này có gì thôi. hay ho. Tiếp tục là Yến Nhi thôi. Yến Nhi lại quay trở Bạn lại và bạn càn định bắn quét xịn nhỉ? cái map này. Cái gì? Bây giờ tao nhắn Đấy. được như bạn này thì mày suốt ngày rủ tao mắt. Thì Tốt trận trước là mình đã chơi với ba bạn này rồi, nhỉ? nhưng mà trận trước gãy hơi sớm nên là mình quyết định là Mày hỏi xem bạn thì có đào tạo một cái khóa đào bắn tạo bắp gì không? Để chắc tao là theo có nhỉ, học cái. đang Chắc nói là mình có. đấy anh em. Trận trước mình cũng bắn khá là ghê nhưng mà chỉ dừng lại ở top 3 Cho thôi, mình đào tạo cho. nên là mình quyết định Đào tạo làm cho thêm đi. clip Xong rồi đi bắn mấy cô nha. đấy. Nhưng mà mày phải rủ ít thôi, mẹ tao đã mày chơi rồi. Rủ tao bỏ làm bỏ ăn rồi đi Bỏ bắn như mày làm chết. gánh nặng cuộc đời bỏ, bỏ làm bỏ ăn vãi trưởng ạ. Có một tên đây này, có một team này. Rồi, Đã nốc có một người gì rồi. vậy? Tao có súng đéo đâu. Cá súng bay nồi ạ. Giọng gì nghe cũng khá là dễ thương. Và một Có thanh niên 24 này. Không biết là mình cũng chưa biết là có phải là hai Không, bạn này tao là bắn người yêu hay không. Cho bạn kia bạn. Cái gì không, cho tao hỏi xem cho bạn bắn mình không mình không không lấy đâu. Tao thiết tha cái gì đâu. Thiết tha cái bạn gì đây này? Bạn nó lục cục ở lẫy giờ đây này. À, còn... Có một team ở đây này. Bỏ đi đâu? Đông vui vãi đã. Ừ, đông vui vãi đã. À đây rồi, ta có bot đây rồi. Bot cái gì? Người đấy bạn ơi. Người đấy cô nương ơi, thôi xong rồi. Thanh niên số 1 hẹo rồi, thôi gạt luôn. Này thì bot này. Có người thật à? Người thật. Thật. Ui. Ơ. Người trên đồi kia. Mấy bạn này như kiểu là từ trên trời rơi xuống nhỉ? Nhảy xuống mà nó nhảy ngay cạnh mà hắn còn có người thật này. Đậu phộng. Nó giết cả đồng đội rồi cái kìa. Mình mới nốc được 3 thôi. Vẫn còn. Bạn ơi, bạn có bắn M24 không? Mình á, mình không. Ôi, mình không. Bạn ơi, gì ơi. Mình không. Cậu bắn đi. Mình một vôm rồi, đi đâu ấy. À, mình một vôm mà vừa định bảo đi đâu ấy. Trên này này, có rồi. Mày bắn M24 không? Có. Vãi trưởng. Đây. Có M24 mang nhưng đi. Nhưng mà đổi tao cửa gọi là mày đi. AKM ấy. Mang đi giao khắp đồng đội. Ủa. Uzi người đấy lạ đấy. Gì mà. Ma dễ thương vãi nồi. Uzi còn giản thanh luôn đấy. Hình như hai bạn này còn trẻ sao ấy. Vãi nồi. Nhường đồ cả cho mình luôn. Gặp mấy cái thanh niên nhường đồ này. Đây phải Uzi hiếm đâu. Lắm anh em ạ. À, UMB. MP9. Ơ. Nằm chết rồi á. Chạy đi đâu anh trai? Đâu ấy? Nó ở trên này này. Đây sau hòn đá này thôi. Bác Tài hello. Hello bác Tài. Cần gì đâu. Cần gì phải nhìn cái gì. Bước ra đây thế nào. Ui giời ơi. Rồi xong Ui, rồi. Rồi bạn clear rồi. Clear rồi. Mình clear rồi. Này có M4 này. AK này. Các thứ này. Lấy đi. Ok rồi đấy. Như vậy là cái team mà nhảy ngay sau mình thì mình đã xúc rồi. Và mấy người lạ của mình vẫn ngây thơ vãi trưởng, vẫn cần lon ta lon ton đi tìm boss anh em ạ. Cậu phong có một tiếng nữa, có một tiếng ở đằng sau nữa. Không, con này con boss thôi cậu ơi, cậu cứ lút đồ đi để mình lo mấy cái thanh niên rau dưa này thôi. Đổi sang cây M4 combo đi, dùng combo M4 me M762 được thực sự luôn. Này thằng này có bộ cầu xinh lắm. Bộ đồ xinh lắm vãi trưởng. Này phải mặc vào. Vãi trưởng. Có mấy cái bạn đồng đội kiểu này. Đây mình nhìn tao mặc này. Uầy, lại còn ra khoe. Có phải người yêu hay không mà gọi mày tao nhỉ? Nghe vẻ cực kỳ là thân luôn. Còn nếu vậy. Mình nghĩ gọi nhau ý ơi lãy giờ. Thính kìa. Đây, đi lấy thính luôn. Đi theo mình. Hả? Ở tầng này này. Cứ đi theo mình thôi. Nhìn thấy chưa? Nhanh nào. Nghe vẻ hai người lạ của mình gọi là khá là hòa đồng. Tại vì mình có chơi một trận trước rồi. Cực kỳ là không phải khá hòa đồng đâu. Cực kỳ là hòa đồng luôn. Sao cái này được đơ đơ nhỉ? Cái gì? Đơ cái gì?
Đéo nhặt được. Đéo nhặt được. Mà vãi nổi ạ. Đơ đơ kiểu gì đéo nhặt được. Vãi thật. Mình nếu mà mình, theo mình như mình đánh giá cái giọng của bạn nữ này thì mình khoảng độ sinh năm 99 hoặc 2000 rồi. Nghe giọng khá là trẻ con. Bạn nam kia thì cũng vậy. Chỗ này có người nút rồi này. Cửa thì mở hết rồi. Quảng đây đúng rồi. Chơi cái trò nhân cách này. Chơi. Đúng rồi, nhân cách này này. Hơi khoai. Nhân cách ai tốt không tốt à? Đúng rồi. Nhân cách mày đéo tốt rồi. Nhân cách mày đéo tốt rồi. Vãi nổi. Thế luôn. Nghe giọng trẻ con vãi nổi. Là chết. Nhỉ? Mình tí nữa mình ra mình phải check xem info ngay. Xem cái ảnh có bạn nữ này dư nào, bạn nam này dư nào. Trên này không biết có người MV không? Là... Tại vì là nó nút là bên dưới rồi. Hãy like cho anh đi. Cái gì? Hãy like cho anh đi á. Like còn què gì? Trên đấy bây giờ hắn còn hãy like hay không? Đúng rồi, vào gì sọt này. Ok bạn ơi, đợi em. Ok bạn ê, mình sẽ đợi bạn. Mà cả Hưng đang xem tao bạn. Cái gì xem tao gì? Cả nhóm của bạn này là 3 người thì phải, cả 3 bạn kia đều gọi là tin mình là con gái anh em ạ. Trận trước cứ vào Yến Nhi ơi các thứ. Ủa, nghe xịn. Tay còn này, tay cầm dọc không chồng. À quên. Cái gì? Ủa. Lấy tay cầm dọc không chồng á. Bắt đỏ heo. Thế là người yêu thật à? Ui. Thế là hóa ra là người yêu. Mình hỏi xem nào. Hai ông bạn ơi, mày muốn này là này người yêu à? Đấy. Ủa, có tiếng đằng sau kìa. Cười cái gì? Cười như này chắc chắn là đúng rồi này. Cười hi hi này, kiểu là đúng rồi này. Đấy. Ui, chơi game sướng nhờ anh em nhờ. Lại vào đây được chơi với cả người yêu. Không bạn ạ. Ủa, thanh niên số 1 trả lời hộ á. Ủa, mình tưởng là người yêu. Bạn này nói thế là người kêu nói được đến mẹ về. Ui. Tận đây, xã. Thế vừa mình nghe cái gì? Cái gì lấy tay cầm dọc không chồng á? Ui, mình thế là mình nghe nhầm à? Yêu đương gì tầm này? Vãi chưởng. Ô, có thằng trên nóc nhà này. Có thằng trên nóc nhà thì bạn xử nó đi. Mình hốt vào trong này thôi. Nhà bao việc. Ui, cũng đú chen rồi anh em ạ. Mọi người đó. Ừ, nó người ấy, chữ Nhật Bản. Cái gì? Nó đéo phải người đâu. Rồi lại là... Ừ, cũng là người đấy. Mấy bạn này không gọi là cái chứng kiến gì cả. Là vào từ vừa nãy mới nhặt được cái ấy. Hình như không có ai tao rồi. Tao có cầm bê rồi. Đi sọt nghe vẻ hơi vắng rồi anh em ạ. Mà mình làm gì bạn có người yêu mình nói chuyện cho vui á. Thôi mình mở mic chỉ lộ mợ rồi. Nghe buồn quắc kìa. Giọng mình như vịt được. Giọng mình như vịt được đấy. Phải như thế này này thì mới gọi là né được. Chọc chọc gì đâu. Giọng bạn dễ thương vậy. Mình mở giọng lên thôi các bạn. Giống con gái. Các bạn vỡ mộng đâu. Ui, giọng bạn số 3 gọi cô te lạc lối như thế mà ông bảo là giọng như đàn ông á. Cần thiết gì? Giọng bạn ấy cô te đấy. Bào chữa ngay. Đi sọt không một ai rồi, chưa ai lút luôn. Giọng bạn số 3 à? Đúng rồi, số 3 đó à, giọng bạn hay chắc là bạn Tú này. Nhiều rồi. Cô te mà. Nghe kiểu cô te mình một me các ngày vậy. Dạ bà này. Trong này. Quốc ơi cho mấy non nước. Trong nước á, non nước á. Mình cũng không có rồi. Có là mình cho ngay. Sao đều có nước nhỉ? Bị chạy từ đây mình nhặt đúng không non. Bà đi nút dạo thì bà lấy nâu ra đồ. Bà đi nút ở cái lơi gọi là quá là xa xôi như vậy. Hơi khoai. Cái gì? Bạn mở mic lên mình kể chuyện á. Còn cốc 6 ấy. Ui, mình mở mic lên thì các bạn vỡ mộng luôn. Nghe thôi, tắt nứng. Đã đủ, bên này có tiếng súng. Đây đây đây, bên này mấy cậu ơi. Nó ở bên này. Xúc nó luôn này. Ngay cái khu nhà dưới thôi. Mấy tên này thì gọi là mình chơi. Ôi, này, có người này. Từ từ xử bọn này đã cậu ơi. Ôi đéo ạ. Đúng rồi, đừng bắn. Đúng. Bạn gọi là thôi đéo nhưng mà nghe cái từ thôi đéo nghe rất là gọi là gì là và này nọ.
Đây đây, nó ở dưới khu này thôi. Công xuống mà xúc nó thôi. Đâu rồi? Thật mà anh coi là anh yêu đâu. Sao lại có một khu dưới nhà ấy? Ờ, hình như là có một bạn của bạn số 4 ngồi ngồi cạnh nói thì phải. Đúng rồi. Gần thơ có một chút nhiều đúng không? Đi theo mình. Đi theo mình sẽ đưa các cậu vào chiến thắng rồi. Thế bao giờ mình đi đấy nha? Cái gì mà đi xuống đấy mới đi xuống đâu thế? Xuống đâu? Đi cốc 6 à? Đấy. Rồi kìa, bắn nhau rồi, bắn nhau rồi này. Bắn nhau. Bọn nó chạy sang bên đường rồi. Ui, combat kìa. Rìa sông. Ủa, bên nhà cũng có luôn này. Ờ, sắp nì mít thôi. Cái gì vậy? Đi theo mình nè. Let's go. Ui, bị delay rồi. Từ từ đã. Ok rồi. Công sang đi bạn ơi. Hai vợ chồng trẻ ơi. Công sang đi nào. Thuốc ở đây. Gì? Cứ thèo thảo cái gì không biết. Sang đây mà giết người đi. Ok, tối nay ra em sẽ ra ngoài rừng nhưng mà em hát, em thanh niên này vừa bắn lại còn vừa nói chuyện với ai nữa. Hát MV mới thì mai. À, nói chuyện một người mai cái gì? Cửa hàng bán dép luôn. Vai trưởng ạ, ra MV cơ à. Ui. Vãi nồi ạ. Ông còn ra MV thế thì tôi kinh rồi. Ui, bắn nhau căng lắm. Trước mặt. Đúng rồi, trước mặt thôi. Nó đang bắn nhau này. Công lên mà móc đít nó đi. Đây này. Thôi. Hai ông bà ở nhanh chóng lên. Thôi cái gì? Nhanh lên nào. Nhanh không nghe. Hết cả cuộc vui đông rồi. Đông vui đấy. Ừ, đông vui lắm. Người ta đéo bắn đâu quá. Đông vui thế, đéo bắn đâu, vai trưởng. Nhanh lên, đứng lên đây mà bắn này. Nó đang giã giò này. Nên đấy mới nhìn thấy ấy. Đây rồi này. Ui thôi. Chết rồi, mình ngu rồi. Ui, nó cờ liên một team rồi này. Xả thân cứu bạn ấy đi. Đúng rồi, xả thân cứu mình đi. Mình chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm mà thôi. Lên xả thân cứu đi. Này, tặng cho bạn trái nết này. Bánh xác đi này. Quả này là bánh xác này. Bánh xác. Ui ôi, mình đáp xa quá rồi. À, thò này. Thò này. Làm sao mà chạy được. Một tên cục. Rồi. Mình biết cục đá đấy rồi. Đúng, chuẩn rồi đấy. Đúng cục đá đấy luôn đấy. Tại vì nó vừa clear một thằng ở đấy xong mà. Đâu rồi anh trai? Có đẽ rồi. Có. Có, nó có mà. Nó bỏ vào mà. Cover này ta đẩy lên cho. Ui, cover tập. Ui rồi. Bạn này bảo ai cover. Bạn này bảo. Ui, thế là cũng thấy rồi. Rồi. Anh lên số 4 nghe này. Rất là máu này. Ui ôi. Nó yếu lắm rồi, đẩy lên đi cậu ơi. Đây, nó cực yếu luôn. Nó bị chạy bò ấy. Nào. Nó ngay sau đá này thôi. Được rồi, cho bạn quả lết này. Quả này chắc chắn là bạn hẹo này. Cho bạn quả lết này. Ra đi này. Ui giời. Ui. Rồi. Thế là quả lết của bạn số 4 kia mới chết. Được ai? Được gì? Rồi gì? Kình cũng cover, cũng rất là kinh anh em ạ. À. Đứng mãi trên bắn xuống. Thằng ấy tuổi gì luôn. Kình, trời ơi gáy. Ông ơi, ông bớt gáy đi ông. Ông lại bắt đầu coi thế nào. Có tí gái và ông lại gáy rồi. Thôi đi thôi. Ngoài bo rồi, chạy đi. Bo quá xa rồi. Vào đấy trong bo rồi. Người ta ra mặc đồ đôi với bạn này. Cái gì? Sao lại còn ra mặc đồ đôi á? Ui. Thế thì còn gì bằng bạn ơi. Lại còn gạ mình mặc đồ đôi anh em ạ. Này thì không được rồi. Từ từ đã, phải check trên cái đồi này đã. Tại vì là nhiều khi là có đứa nằm ở trên này cũng lên. Đây rồi. Vừa nói xong. Chứ nhìn thấy gì? Chưa nhìn thấy gì, mình nhìn thấy là được rồi. Cậu cứ chạy sau mình thôi. Mình loạt mãi phải kịp. Thế mà ông húng chó, ông gáy ghê thế. Nhảy mấy cái nhìn thấy bắn chết luôn. Đúng, nhảy cái ôi bắn sao? Chết luôn. Ghê không? Ghê chứ. Bắn chết luôn ngay. Trên này sợ có người này. Chạy sang đi bạn ơi. Vào bo đi, lên trên cái đồi này nhiều khi ôi, là còn khá là đông đấy. Đang đổi đồ. Ui, ông vẫn còn shopping à. Lên đây đi. Ông hẳn còn shopping ở bên đấy, nó bắn cho gọi là thấy mẹ bây giờ. Ui đây rồi. Lại có tiếng bắn nhau này. Đi thôi, nhanh. Cuộc vui. Này không, nó bắn hết người bây lại giờ. Có người kìa.
có nhiều nước lắm, thấy không? Đây, mình cũng đây này, nước này, đúng tí rồi, mình cho nước. Tí mình cho cậu mấy lon. Từ, check, check qua ở dưới khu này đã. Đây này, mấy nhỉ? Này, cho cậu nước này. Nằm đây, ta nằm đây rồi. Đấy. Bạn ý lại cho tao rồi quốc ạ. Ừ, bạn ý lại cho tao rồi quốc ạ. Vãi trưởng. Mà, người đâu mà. Mình nói, mình nói thật với anh em luôn. Gặp những cái gọi là đồng đội như đấy, hai bạn này ấy, bạn nam bạn nữ này cực kỳ là hiếm luôn, nói chuyện gọi là cực kỳ là lịch sự luôn. Bạn ý lại cho tao rồi mày ạ, vãi trưởng. Vãi thật. Ba nội thuốc giảm đau chưa hết, okay. Hết nha. Ok ok. Tắt mẹ nhiều ở đâu rồi. Nhiều khi gặp những người đồng đội này chả cần bắn đâu anh em, ngồi nói chuyện với các bạn ấy cũng là quá là giải trí rồi. Đúng rồi, cẩn thận lại bằng chó bây giờ. Từ vừa nãy ở trên này có tiếng bắn này. Lộ vị trí không? Lộ vị trí các thứ. Ông cứ gọi là ông cứ lộ vị trí như thế thì làm sao mà không chết. Bạn đang như cái bo này bo vừa lẫy sao nhỉ? Điên đây đã. Đúng rồi, cái bo này y hệt cái trận trước mình chơi với hai bạn ấy luôn. Chết ở đoạn, đoạn trên trên này. Ôi xuống nhà đi, ở top 3 thôi. Nghéo thì hẳn top 3 rồi. Tao mặc đồ ba nó không đỏ. Đồ ba đen lắm. Đúng, đừng nghe nó. Đừng nghe nó dụ đấy bạn. Ra gì đâu, cứ đi theo mình này. Ui. Ơ em ơi, nếu không được nói thế bạn kia cười cho. Đúng rồi, bạn kia cười cho. Ui nhưng mà sao số 1 là con gái này. Có tên con trai mà sao lại con gái ta? Chị em. Ui. Phải hỏi ngay anh em ạ. À? À, ông này như ông con trai sao? Trai gì? À, gái. Cái nhìn cái tay gì? Hiền là con gái đấy. Đúng, con gái đấy. Đúng rồi. Ủa, bạn số 1 là con gái thật anh em ạ. Đấy, bạn ấy cũng bảo mình là con gái luôn. Ui, còn đang ngồi đánh liên quân thế này. Đánh từ đầu trận đến giờ. Không, không đéo thèm. Đúng, đéo thèm. Ăn nước thuốc rồi. Đúng rồi, đừng. Bạn đừng thèm. Quân vậy? Bạn đừng thèm, bạn ơi. Bạn đi cho mình này. Xuống đây nhanh không, nó bắn nhau hết bây giờ. Còn có mấy thằng thôi à. Let's go. Đi đi, let's go này. Đi theo mình này. Follow me. Follow me, follow me. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, nước sôi rồi. Úi dồi, đây này. Đây này, nhảy nhót kìa. Nhảy nhót này. Nhảy nhót này. Nào người đấy. Một tên. Đi theo mình này. Mình biết trong nhà có người rồi. Úi ông ấy rồi. Đánh liên quân này. Rồi còn một tên nữa. Ui thôi xong rồi. Ui thôi hết người rồi. Á đủ, nó vào trong nhà rồi. Bọn này clear hết rồi. Còn một tên trong nhà thôi. Còn một tên ở trong nhà này. À, còn một tên cuối cùng bên ngoài. Chịu đấy. Mấy? Còn một tên cuối cùng ở đây rồi. Một thằng bên ngoài vừa ra thì đúng rồi. Trước vào đây này. Ui. Ôi. Top 1. Đúng rồi, làm sao mà kịp được. Lấy ngay cái top 1 rồi anh em ạ. Đấy, nó phải xịn sò như thế này chứ. Đâu rồi? Hai bạn dân chơi cái đâu rồi? Đường với tao. Đường với tao. À đây đây đây. Hải chó đâu ấy? Hải chó. Bạn ơi. Hello. Vẫn còn nút đồ. Ôi. Bạn ơi, trời ạ. À. Cô bé này vẫn còn nút đồ anh em ạ. Quá quá nhìn bạn này này. Quá ơi. Nhìn bạn ý này à, bác. Còn nút đồ. Ok. Là như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu. Đã kéo được ba người là khá là dễ thương. Được vào top 1 rồi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like và comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nha. Hẹn em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Tao có giọng thằng Hải đâu ấy.